Rất cảm ơn quý vị đã không rời máy. Và kính thưa quý vị, trở lại với khuôn mặt thân quen của chúng ta, đó là nam ca nhạc sĩ Andy Tan. Thôi thì vừa rồi là những cái nét sơ khởi mà chúng ta tìm hiểu về ca sĩ, nhạc sĩ. Bây giờ Long xin được phép đi vào cái position là producer. Theo như Nguyễn Quốc Long được biết rằng là một người producer là người phải am tường từ A cho đến Z. Nghĩa là bất cứ một cái trường hợp nào, một cái góc cạnh nào, nghe đến phần tài chánh cho đến phần phát hành, cho đến hầu như ngay đến payroll, trả lương, rồi thế này, thế kia, thế nọ, tài chánh, là cái người producer là một cái người rất là quan trọng. Cũng như trong một công ty có một cái người president là cái người đó hoàn toàn. Nhưng mà cái người president họ còn được có nhiều người phụ giúp. Nhưng trong lĩnh vực entertainment thì cái người producer là một cái người đóng vai trò rất là quan trọng, vì họ là cái linh hồn của một cái trung tâm hay là của một cơ sở phim ảnh. Thì ngay sau đây anh cũng rất là tò mò để mà hỏi Andy Tan là Andy Tan có thể chia sẻ với anh cùng quý khán giả những cái nét khi mà trở thành một người producer nó như thế nào. Mặc dù anh đã giải nghĩa rồi, nhưng mà nếu mà chính từ Andy Tan có thể nói rằng là từ ngay lúc mà khi bắt đầu, chẳng hạn như là mình phải kiếm một cái nguồn vốn, rồi từ đó mình phát hành làm sao, rồi mình phải lên cái chương trình nó như thế nào. Là vì cái người producer mà, thưa quý vị, nhất là về entertainment, là họ chuẩn bị lúc nào ít nhất cũng phải là 3 tháng. Thành thử là thí dụ như chúng ta chuẩn bị Christmas, thì bây giờ tháng 9, tháng 10 là đã chuẩn bị rồi. Thưa anh, thì đây cũng là điều ngạc nhiên, cũng có nhiều người cũng hỏi em. Thì thứ nhất là về producer thì em nói về cái phần business đi. Đúng rồi. Cái background thì nhiều người cũng hơi ngạc nhiên là về làm sao mình đưa một business. Thì thưa quý vị, trước khi mà Andy Thanh trở thành có một cái business riêng, thì hồi xưa mình cũng giống như ai, cũng đi làm giống như mọi người như ai. Nhưng mà cũng được cái may mắn là mình làm từ những cái position như là clerk data entry, xong rồi đến accountant, rồi những accounting general helper, xong mình làm account receivable, account payable, account account payable, rồi account payroll, những cái paperwork về accounting financing mình coi như mình, mặc dù mình làm clerk nhưng mà mình help về cái help một người manager, cho nên mình hiểu, thấu hiểu những cái how một cái business run. Cho nên nó là một cái điểm đặc biệt mà để cho khi mà mình run cái business á thì help rất là nhiều anh. Thật sự em không ngờ sao khi mà em học cái đó, tại vì em còn cái nghề là hồi xưa là purchasing nữa. Purchasing là mình phải, khi mình làm cái business là mình phải big quote, and là mình làm sao mình lấy cái good deal về cho cái business để người ta, để mà run giữa cái time với cái cost, để mình làm sao mà để cho những cái khi một cái hãng xưởng để mà run một cái business mà nó well done, mà nó on time cho mọi người. Đúng. Đó, thì từ những cái đó là nó làm cho mình được thêm một cái basic để mình về cái business, riêng về chính mình. Trở về cái phía producer của anh, thì cái gì người ta cũng nói là nghề dạy nghề. Thì em cũng đã từ xuất phát thì là một người nhạc sĩ, em cũng biết hát. Cho nên khi nhận về một ca sĩ, thưa quý vị cũng biết mà, khi mà Andy Thanh mà nhận một ca sĩ mới vô trung tâm, thì khi quý vị thấy lên một cái video thì lúc nào ca sĩ đó, nếu mà phải nói, mình không phải nói giỏi mà hay, thì cũng at least là trên trung bình, là bởi vì mình phải ngồi mình coach, mình dạy đó. Mình dạy dạy những người ca sĩ mới để mình học, để cho thành train to be là professional singer. Và bên cạnh đó thì mình cũng học hỏi, trước đó thì Blue Ocean, thì quý vị đã coi những cái cuốn đầu của Blue Ocean là làm những cái video mà MTV, anh nhớ không? Dạ, nhớ, nhớ. Vì cái MTV, thưa quý vị, quay những cái video MTV mà quay một cuốn là gần cả 6 tháng trời, 1 năm trời. Nhưng mà đó, hồi xưa cực lắm, thưa quý vị. Nhưng mà đó là một cái kinh nghiệm rất là nhiều để cho mình làm cách nào để mình direct, để mình run một cái show. Tại bởi vì khi mà làm MTV, mình quay phải từng nét làm sao cho hình ảnh nó đẹp, rồi mình làm, mình học hỏi rất là nhiều. Và cái thời gian mà làm 4 cuốn MTV nó cũng là 3-4 năm, gần 3 năm đến 4 năm. Đó là cũng là một cái thời gian mà để cho Blue, để cho Andy Thanh là cái học hỏi để làm cách nào mà để run một cái show, thưa quý vị. Bởi vì Andy Thanh lúc nào cũng nói cái gì nó cũng có cái giá của nó, thưa quý vị. Mình làm, mình cũng phải, mình muốn làm một chương trình hay, muốn quý vị khán giả coi, thì mình cũng phải biết invest. Mình phải invest làm sao cho cái chương trình nó hay, và mình phải mướn hoặc là mình mời những ca sĩ hay, rồi mình phải mướn những người nhân viên cũng như là những người làm chung với mình phải có những cái skills để làm một cái show hay. Đúng. Thì như anh nói là làm sao để trở thành một người producer, thì em nghĩ rằng là lúc nào em cũng nói rằng mình có bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu. Mình làm sao mà để mình cố gắng gói ghém trong cái budget của mình, để mình không có bị
mình không có bị hụt nhiều quá để mà mình cố gắng mình run. Hồi xưa thì làm cũng nhiều nhưng mà được khán giả ủng hộ nhiều, nhưng mà bây giờ làm nhiều mà sự cũng như là internet cũng như copy nhiều quá, cũng nó cũng có cái sự giới hạn lại chút xíu, giới hạn cho trung tâm. Cho nên mình cũng phải cố gắng, mình một là mình làm nữa, hai là mình không làm. Thưa quý vị, chứ không có dám lên mà đài mà cứ nói là đồ giả, đồ copy hoài, mình nói khán giả nghe cũng hơi bị chán. Cho nên nghĩ rằng là mình làm đến khả năng của mình như đó thôi. Nếu mà quý vị thương yêu Blue Ocean thì hãy ủng hộ những gì Blue Ocean có, thưa quý vị. Còn nếu mà đòi hỏi thêm thì phải từ từ đợi mà có budget thêm mới làm được những cái hay hơn mà quý vị request, thưa quý vị. Vâng, cảm ơn sự chia sẻ của anh Ethan, rất là dễ thương chứ quý vị, vì đó là những cái sự thật. Thường thì chúng ta có những cái điều tế nhị, đôi lúc chúng ta không có nói ra thôi. Chứ thật ra tất cả cái ngành nghề nào cũng vậy. Nhưng riêng cái ngành entertainment là một cái ngành rất là cực. Và trở lại với cái position của một producer, như Long nói hồi nãy là họ phải chọn cho cái chương trình nó là một chủ đề. Kế đến, họ phải làm sao viết những cái script ra để làm sao để những cái lời nói nó rót vào cái tai của quý vị. Rồi tiếp đến lại là phải những ca sĩ, rồi những bài hát để chọn, để làm sao được sự yêu thương mà quý vị thương yêu cũng như đã từng thương yêu từ lâu qua trung tâm Blue Ocean. Vâng, cái khó khăn mà nếu mà ngồi đây để nói cái khó khăn á, thì có lẽ là quý vị cũng đồng cảm, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng không nói những cái khó khăn đó, mà hầu đến những quý vị về những cái behind the scene. Đôi lúc chúng ta không có dịp để mà tiếp xúc một producer như Andy Tan đây, là vì thường những người producer họ rất là bận rộn. Mà hầu như nếu mà nói về producer của bên các trung tâm ở hải ngoại thì rất là ít. Blue Ocean không phải là một trung tâm mà chúng tôi dám so sánh những cái trung tâm khác. Nhưng ở đây chúng tôi rất là hãnh diện là vì ngay đến đài truyền hình Việt TV của chúng tôi cũng rất là vui đã được chiếu và gửi đến quý vị rất là nhiều chương trình, chẳng hạn như hài, cải lương, âm nhạc từ trung tâm Blue Ocean. Một trung tâm mà Long cho là cái lượng phát hành rất là lớn, lớn nhất ở hải ngoại hiện nay. Dạ không dám anh chưa, dạ không dám bởi vì là vì nó đa dạng quá. Dạ thưa anh, thì em làm đa dạng cũng như là em làm cải lương cũng nhiều. Thật sự những cái lương của Blue Ocean làm cũng gần trên cả trăm tuồng, nhất là hài, thưa quý vị. Hài là làm, nếu mà quý vị nào mà đã từng theo sát Blue Ocean thì cũng thấy hài rất là nhiều. Ngay cả đến bây giờ hỏi đến trung tâm mà cũng không còn hướng nào nữa. Quý vị thấy trên các đài TV chiếu mà hỏi về Blue Ocean bán nữa mà Blue Ocean nói giờ cũng không còn. Mà thực sự không còn là tại bởi vì là trung tâm nó không phải là nó hết mà là nó hết, thưa quý vị. Bởi vì cái sự mà khi mà in ứng ra nữa đó thì mình phải in ứng số lượng nhiều mà mình bán ra thì mình phải bán hết một lần thì mình mới lấy tiền lại được. Đúng vậy. Nhưng mà bởi vì cái sự mà thị trường không cho phép cho nên là Blue Ocean đành tạm là không phát hành thôi, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những cái nét sơ khởi từ lúc mà Annie Thanh đi vào lĩnh vực entertainment rồi tiếp đến trở thành một producer. Thì ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị xem một số thông tin thương mại và chúng tôi sẽ trở lại với Andy Tan về những chương trình sắp tới của Blue Ocean Entertainment.